Hello, còn back to my channel, start sẽ kết không? Tiếp tục tìm thùng rác tiếp theo. Đây thì mình sẽ lấy khẩu súng luôn. Sau đó thì sẽ chui qua đường cống này và phá vỡ chiếc rào chắn này đi. Going to kill some kids these days. Looking for the top of the
Ok, let's go. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm một chiếc áo, và trong chiếc áo đó thì có một chiếc chìa khóa. Đây rồi. Ok. Rồi, các bạn sẽ phải tìm tấm vé, một tấm thẻ đô la. Ok. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. I Agree with you. Sẽ phải lấy hàng món đồ. Món đồ đầu tiên. Còn ta làm kia rồi. Món đồ thứ hai. Thứ ba. Thùng rác thứ tư. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay, let's go. Thank you.
Jay, help me. Cindy. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the top puppy. Ok, vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tờ cờ thứ 3. Ice Cream 3. Let's go. Home care. Ở đây mình sẽ phải đi tìm tấm bản đồ.
going to kill some kids today. I'm looking for the chump chubby ones. I'm going to find these chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes, in the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Oh, it is so nice! We have to do something. Okay, I'll follow you. Okay, let's go. Sẽ phải tìm tất cả là bốn món đồ.
Và món đồ cuối cùng, một chiếc mũ. Ok, let's go. Rồi sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2 kia. Lóc tầng 3, lóc tầng 2. Gọi cậu béo về. Jay, is that you? What happened? How did Rod capture Liz?
I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four. Well, yes. what can I do for you? Yeah, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. I agree for. Let's go.
again? Let's go. Thank you.
Rồi kể vào bây giờ thì mình sẽ sang tới game cuối cùng. Agrippa. Sẽ xuống đây lấy món đồ tiếp theo. Quang cảnh khá là đẹp. Wow. I'm coming!
Ở đây thì các bạn sẽ lấy tiếp rồi. Let's go. Rescue the others. Let's go. Ok, mình sẽ ra từ clip tới đây. Và các bạn xem clip tiếp theo.